Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hiện tại thì mình đang ở nhà của chị Thi bé Na đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì mình tới thì bây giờ cũng buổi sáng thôi, nhưng mà không biết là hai vợ chồng đi đâu. Bé Na đi đâu rồi, nhưng mà bây giờ đóng cửa rồi. Không lẽ là bây giờ đi đi lượm ve chai rồi ta. Trời ơi, hôm nay là ngày thứ ba của thành phố Vĩnh Long. Hôm nay là giãn cách xã hội ngày thứ ba rồi mọi người. Tình hình ở Vĩnh Long hiện tại đang rất là căng thẳng, nên là ghé thăm hai vợ chồng của chị Thi, nhưng mà hiện tại là đang đóng cửa rồi. Bây giờ mình gọi điện thoại coi. Ủa bây giờ chị Thi đang ở đâu hả? Hai con muốn tốt trên ruộng á. Ruộng là ở đâu? Từ nhà lên trên đó khoảng 6 cây số á. Đi đường nào chị? Đi đường lộ quá, đi đường lộ bọc từ về Vĩnh Long luôn á. Lộ bọc Vĩnh Long luôn hả? À, cái đường lên cầu cầu Mỹ Thuận á hả? Cái đường chạy cầu Mỹ Thuận á. Dạ, tại em đang ở nhà chị nè, tính ghé nhà chị chơi nhưng mà không thấy chị ở nhà. Rồi rồi chị hái đi, em chạy lên chơi kiếm chị. Rồi rồi rồi. Dạ dạ, có đậu xe ngoài không? Có đậu xe ngoài lão á. Rồi 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 rồi. Sau một hồi chạy đi tìm chị Thi á, chị Thi chỉ trường đường ở trên đây nè, nên là chạy đi kiếm chị Thi á, nhưng mà thấy chiếc xe này là biết xe của chị Thi rồi nè, đang đậu ở đây để mà đi cắt cái muống nè, dự trữ á chị Thi. Trời ơi, chạy đi đâu mà cắt xa dữ hả? Cái muống bằng dưa dự trữ hả? Dạ rồi ơi, sao chị biết ở đây có cái muống mà chị lên đây hay vậy? Dạ sâu không? Hả? Sâu không em lội xuống? Dạ đây là rau muống, coi như là quan giả. Rau muống là rau muống đồng nên là mọc tự nhiên ở đây nè, nó tốt quá trời tốt hả chị Thi? Dạ thì trong mùa dịch này á, buôn bán lụm ve chai bán vé số hay là cái gì cũng phải đóng cửa hết, kinh doanh nhà hàng quán ăn tất cả mọi thứ đều phải đóng cửa hết, không có kinh doanh được. Cái mùa dịch này phải nói là bà con của mình rất là khó khăn, không riêng gì chị Thi anh Bảy đâu, thì mình cũng vậy và những hoàn cảnh khác cũng vậy, nó không có làm gì được hết trơn á. Nên là bây giờ chị Thi đang cắt cái này là rau muống để mà về làm dưa dự trữ ở trong nhà nè. Rau muống này làm dưa rồi làm gì nữa chị? Luộc. Luộc. Nấu canh chua. Để dành cái mình luộc mỗi ngày vậy đó ha. Luộc, nấu canh chua, xào. Dạ. Củ mướp. Đào ra làm tỏi nặng chanh còn vô ăn vậy thôi. Dạ, dạ. Vậy mình hái đủ ăn thôi, hái nhiều quá nó không có bỏ tủ lạnh, mình bỏ vô nó hư. Trời ơi. Dạ nãy em nói cho chị, em nghe chị nói chị chạy lên chút xíu gặp em, chạy lên chút xíu gặp gặp chị chứ. Ai ngờ chạy lên biết bao xa luôn rồi, vậy mà chị xa lắm, từ chị nhà lên đây 5-6 cây số đó. Vậy mà chị nói chạy lên chút à. 5-6 cây số đó. Dạ. Chị có ở đây, chị có đâu muốn thôi. Dạ. Còn ba đâu? Chị Thi á, chị đi lượm ve chai rồi chị để ý ở đây nè. Là những cái chỗ nào mà có rau này kia là chỉ vô cái chỉ hái về chỉ ăn, không cần phải đi chợ. Chứ cái mùa dịch này đi chợ một bó rau là 50.000, một hai bó rau là 100.000 á. Mọi người có xem dạ, mọi người có xem cái clip ở trên mạng không, mà hai bó rau mà 100.000, ở đây cũng vậy nữa mọi người, một bó rau 30.000, 40.000, 50.000 cũng có luôn, rất là mắc. Mà bây giờ giật giá leo thang quá trời không biết hả chị Thi ha. Dạ. Thôi lỡ rồi. Mà mặc cái quần dài như vậy nó không có bị cắt cái chân. Bây giờ là 10 giờ 27 phút rồi. 10 giờ 27.
Dạ em đi chơi trên nhà cô ba của em về. Dạ tính ghé thăm chị, nhưng mà nghe chị nói chị đi hái rau muống. Anh nói trời trời, hái rau muống làm gì đây? Bên nè, bên nè. Nè 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 nè. Nè cũng đi theo hả chị? Nè cũng đi theo nè. Dạ. Lội theo chị Thi coi chị Thi chỉ làm gì á. Ai ngờ chị hái rau muống để mà dự trữ nè. Chị ơi chị, lỡ mà bây giờ mình hái hết cái đám con muống này rồi mình không còn chưa có hết dịch nữa rồi mình làm gì nữa chị Thi? Hết rau muống này mà chưa hết dịch hả? Ừ. Chuối. Chuối. Đào của chuối. Đào của chuối hả chị? Đào của chuối ăn tiếp. Rau muống thì dễ kiếm hơn cả chuối à nghe. Ừ, đúng rồi. Mấy cái đọt về đây chứ về lặt ra xào ăn ngon lắm. Dạ. Em tính lội xuống luôn mà thôi, chị vô rồi em khỏi lội. Trời ơi, tại lội chứ. Có rau dừa đó, bên kia có rau dừa. Rau dừa, rau dừa trắng mới được, rau dừa đỏ ăn mới chắc. Dạ, dạ, dạ. Chừng nào mà hết rau rồi, cái qua bên đám rau dừa. Nè, 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 nè. Nè, 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 nè. Mấy nè. Ôi, nó cũng lội theo quá trời quá đất ha. Mới tắm rửa đó nghe nè, mình dạ. Đi vô bệnh tao quýnh mày đó nghe nè. Chỗ này nó đất. Bên nè. Trời ơi cũng đi theo mẹ hả con, đi theo mẹ theo cha để mà hái rau muống ăn hả con? Dạ. Tôi nói là cùng khẩu với nhau đó. Dạ. Có, không đi hái rau muống rồi bắt cá đi. Cực khổ có nhau. Nè. Kìa mẹ coi, con có mẹ kìa, nhìn mẹ kìa con. Nè. Ờ đi đường quá ha, đi đâu nó cũng đi theo hết trơn. Nè. Ở vậy hả, mà mình giả bộ mình hỏi chị Thi bán 3 tỷ chị bán không? Chị nói là chị không, nhất quyết là chị không có bán. Này là coi như là con của chị, con ruột của chị rồi, coi như là mến tay mến chân rồi, không bao giờ bán, thà có con này có qua đời thì mình thiêu rồi mình lấy xương về mình làm kỷ niệm, chứ không bao giờ là chị Thi chỉ bán đứt ruột đứt gan không. Thường chị lắm. Đi nghe nói đi hái rau muống là đòi đi theo hả chị? Ờ, lăn xăng lăn xăng lên xe. Làm như biết ha. Ờ, nó biết đi. Dạ. Yeah. Đâu là gọi lên đây. Coi chừng lúng nha. Không lúng. Lại đây nè bái, đi đường này nè không có lúng nè. Dạ. Rồi rửa tay đi, chờ ấy đi cho sạch đi. Hai vợ chồng không? Thấy đứt ruột đứt gan không? Vì cuộc sống mưu sinh mà không đụng lum với chai được á, nên là cũng phải tìm cách như thế nào để mà kiếm cái miếng ăn mỗi ngày như vậy. Đỡ cái tiền đi chợ lắm. Đi chợ nhiều khi á, mua một bó rau mình cho rẻ thôi, 25-30 ngàn đi. Mua đồ ăn đi cũng 25-30 ngàn, thì mình mua mình đi hái chút xíu gì thôi là mình về mình ăn được mấy ngày. Dạ mình. Dạ. Bởi vì không cam chịu trước số phận nên là chị Thi cũng với anh Bảy là cũng tìm phải mọi cách để mà kiếm miếng ăn mỗi ngày. Đâu cho em coi vậy chị? Đợi đưa em chi. Đó, được bao đó. Dạ. Đâu chị? Thì ấy ra cho em coi đi. Bao. Nè. Ừ. Ủa, nó tốt dữ ha. Dạ. Rau muống này là không phân luôn á. Dạ đúng rồi, cái này là coi như là tự nhiên, không phân không thuốc luôn nè. Rau muống ruộng nè không có phân, ăn nó tốt. Đâu rồi chị lấy cho em coi đi. Nè,
đó thấy không? Dạ. Đó, clip nhìn coi đọc non không nè. Đó. Đó. Đúng rồi, chị đọc non không ha. Ừ. Dạ. Chứ nó bó ra ngoài chợ nó bán nha, bó chút xíu 5 ngàn có chút xíu à. Dạ đúng rồi. Nhà như bỏ không mình đi cắt chừng chút mà là ăn dư sức rồi. Lỡ mà giờ dịch bệnh hoài luôn không hết rồi, bây giờ hết rau muống hết chuối rồi mình làm ăn ăn gì chị? Chắc nhịn đói chết quá chứ có biết ăn gì giờ. Mà dịch bệnh giờ nguy hiểm quá trời chị ơi. Ừ. Thiệt á, nguy hiểm dữ lắm. Đâu tôi đâu dám đi đâu, tôi ngồi trong nhà tôi nói ra không mà. Dạ. Nên là đi đâu cũng mang khẩu trang vô giống vậy nha. Ờ có chứ. Anh chị ơi, khẩu trang còn không, em cho khẩu trang nữa. Còn. Dạ. Còn khẩu trang này cũng còn nè, rồi khẩu trang của Lít cho cũng còn nữa. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình về đi rồi nói chuyện tiếp. Đi về. Dạ về đi rồi nói chuyện. Về uống nước. Dạ. Trời ơi, giờ nãy em lại tới nhà xong rồi cuối cùng không thấy chị đâu hết trơn, em nó mới điện em hỏi đó. Đi hái rau. Dạ, đi hái rau. Rảnh rỗi thì hái rau về để dành dư trữ ăn. Dạ. Mình đâu phải mình hái đâu, cô Lít chiều đây đi ngang đây cũng có mấy người cắt thôi. Cũng có nhiều người cắt ha. Dạ. 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 Rồi chút xíu mình có hái gì nữa không chị? Có hái gì để dành nữa không? Chứ có rau muống không à, không còn rau gì hết trơn á. Rồi thôi, đứa chích vô, rồi chuẩn bị về. Dạ. Dạ anh Bảy. Nè, lên xe. Anh quên dép luôn rồi. Trời ơi, có giờ chẳng không ha, để sao hả? Đi rửa. Nhà tắm đó. Mẹ con Na nữa nó cũng lội mình mãi, nó sình không biết nó ăn uống cái gì mà nó lội theo mẹ nó chứ vậy. Đó, cái này thì anh cầm. Lội theo mẹ, bảo vệ mẹ đó. Mẹ nó đi hái rau mà cũng lội cho vô cẳng à. Dạ. Quýnh chết à. Thương quá. Rồi. Rồi, lên 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 xe về nhà nói chuyện chơi, ở đây xe cộ ghê quá. Dạ. Này dừng lại hái cái gì vậy chị đây? Hả? Chị dừng lại chị hái gì đây đây? Rau lá bình bát chứ lá nhãn lồng. Nhãn lồng ha. Rồi có biết cái bình bát không? Dạ biết. Bình bát nấu canh á, phải bình bát mình ăn cháo không nha. Dạ. Nhãn lồng quá trời ha. Trời ơi, bởi vì tận dụng thiên nhiên nè, bây giờ coi như là tôi để ý dữ lắm. Phân không phân thuốc luôn. Bởi vậy bây giờ như đây là đi chợ là cũng nhiều tiền lắm đó chị Thi. Ờ, đi chợ nhiều tiền lắm. Trời ơi, giờ này mà đi chợ đó là hơi à, mệt luôn à. Bởi vì dịch bệnh không có làm gì ra được tiền được, mình tận dụng cái thiên nhiên này đỡ tốn tiền. Rau dưa mắc, tôi thấy Gulip chưa leo 30 ngàn ký, tôi thấy chóng mặt rồi đó. Dạ. Bình thường bên khu chung cư có 10 ngàn 3 ký hả? Dạ. Thường á. Dạ. Rồi có khi 5 ngàn ký, 7 ngàn là mắc rồi đó. Còn tới 30 ngàn ký, trời ơi lạnh xương sống. 30 ngàn mà loại tốt là ba mấy ngàn luôn. Trời ơi. Rồi dưa leo, cà chua gì cũng mắc hết trơn á. Bởi vậy ăn sao nổi. Đây một bó rau thôi là mấy chục ngàn. Ăn vậy cho đỡ tốn kém nè, nó cũng không có tốn tiền. Dạ. Hỏi ở đây nhiều lắm mà cũng có người hái, ta cũng đi đường, ta lụm da chai, ta thấy ta cũng hái. Dạ. Ủa mấy cái về mình lặt lại hả chị? Ờ, về lặt lại lấy cái lá này nấu nước uống cũng được. Dạ. Hay quá ha. Rồi. Đúng rồi, mấy cái này là chị bệnh mất ngủ đồ này kia là hay lắm. Bye bye.
cầm giùm em ấy. Cầm 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 coi. Ấy trong đó nguyên bụi em vô lối 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 cháu. Thì thấy thương hai vợ chồng quá trời, chịu thương chịu khó, anh Bảy cũng vậy, chịu thương chịu khó hai vợ chồng. Tình nghèo có nhau là có thiệt nha mọi người. Tại vì mình thấy anh Bảy lớn tuổi hơn chị Thi mười mấy tuổi thì phải, nhưng mà thương chị Thi lắm nha. Chị Thi cũng bị nó thương anh Bảy lắm, bởi vì quan trọng là có tình cảm với nhau hay không, chứ tuổi tác bây giờ không có quan trọng mọi người. Bởi vì thấy lớn hơn tuổi nhưng mà rất là hạnh phúc nha. Mình đi vào bên trong. Bên này có sâu gì không chị? Hả? Có sâu gì không? Không, mà đừng có vô quá biết sao không? Cái dành gai không nè, nó dạ. Đông đó. Dạ. Sao dành gai? Như đó cũng được anh dĩa rồi, khỏi đi chợ. Rồi cái nữa đi hái xe, nữa hết đi hái nữa. Dạ. Có hết thì hái nữa, giờ nào hết thì tính sao. Còn đi hái không? Hả? Dạ. Trời ơi, con ha này nó cũng quằn quến, nó không biết hái cái gì mà nó cũng được. Đỡ quá ha. Ha. Trời ơi, hái chút xíu là được một bao rồi hả chị Thi? Ừ, một bao rồi đó. Có cái này là cái gì đó chị? Làm bánh pizza từ mì gói. Bánh pizza. Bánh pizza hả? Bánh pizza, bánh mì pizza đó. Trời ơi, mì gói rồi trứng hả? Mì gói, trứng với lại hành với lại ngò với củ hành với mình đừng có mình không ăn thịt. Rồi mình chiên nguyên ổ gì luôn. Mình mới đập đập mình bóp mì cho nó nhuyễn. Dạ. Rồi mình đặt trứng bỏ vô, rồi mình bỏ gia vị vô, mình đánh cho nó đều lên, mình ầm lại chừng 15 phút mình hãy chiên. Dạ. Để ít dầu thôi, chiên chảo chống dính á, cái nó khuỳ lên và nó nguội nó hết khuỳ đó. Dạ. Chứ cái chảo mình đậy đắp lại, trời ơi nó khuỳ lên ngon lắm, trông hấp dẫn mà ăn nó thơm lắm. Trời ơi, hấp dẫn quá vậy. Chấm chân á. Đi về em làm giống chị á. Tôi chỉ Gulit làm, Gulit ăn mặn á, Gulit có thịt bằm á, Gulit bỏ miếng thịt bằm phải không? Dạ. Gulit xào lên. Nhưng mà Gulit đặc biệt là bánh sao đừng có bỏ tỏi vô. Dạ. Củ hành thôi cho nó thơm thôi. Gulit xào củ hành với thịt đó, bằm nhuyễn nhuyễn ra rồi xong rồi xào xong rồi phải không? Bỏ qua bên. Bóp hai gói mì, bóp nhuyễn vô. Bóp nhuyễn mì gói rồi xong các đầu đập, nếu mà hai gói mì thì Gulit cho hai cái trứng thôi. Dạ. Lấy luôn chồng trắng luôn, nặng mình quậy mình là không có đẩy nước vô. Mình đánh cho nó phồng lên mì luôn vậy đó. Rồi bỏ cái gói gia vị của mì vô, vậy thôi đơn giản vậy đó. Rồi Gulit chiên đậy nắp lại, trời ơi nó nở lên vậy nè. Ăn nó sắp sạp như cái bánh bông lan vậy đó. Dạ trời ơi, chị diễn tả thấy thèm quá, về chút xíu em làm thử à. À. Ngon quá ha, nhìn hấp dẫn á. Cái này là hơi bị mềm lại nè. Hơi chứ, bị mềm chứ lúc... hồi nãy nó giòn gập à. Dạ. Ngon lắm. Quá. Rồi thôi giờ mới đi ấy về chắc ngứa rồi, tắm đi chị ơi, tắm thay đồ đi ha. Ngồi trước. Rồi muốn đó để một bao đây ngồi mình lật lá đồ này kia cái mình lật, cái già mình bỏ. Lá già lật bỏ hết lá luôn, lấy cái cọng á, cái rửa sạch cho để cho nó gáo. Bắt nồi nước sôi lên. Bỏ dạ. Chút xíu muối vô cái trụng sơ cho nó trụng sơ thôi. Vớt ra gỗ để cho nó gáo cái đậu đây ra làm thắng giấm đường đó. Dạ. Rồi xong để đầu trụng nó vô. Dạ. Bỏ một keo ngâm 2 ngày là ăn được rồi. Dạ. Đó. Cái này keo gì chị? Gulit ăn thử miếng coi, đầu chai à, nghe sườn chai đó. Ngon quá vậy. Ờ. Sườn chai. Cái hôm qua tôi cho Gulit coi đó. Giờ làm nè. Dạ. Để giờ ăn. Ngon quá ha. Đắt về chút cho Gulit keo nha, để về Gulit buồn buồn bóc ăn chơi. Thôi để dành đi, em cứ tới đây em ăn chật chị được rồi. Trời ơi, để dành gì buồn buồn bóc ăn chơi mà thôi. Không ăn giờ nó mặn không? Mặn không? Được rồi, được vừa ăn rồi. Nè chị ở đây á, chị đi chợ khó khăn hơn em. Đi chị đi chợ đi, chị đi chợ khó khăn hơn em, để em đi chợ em về em tự chiên em để dành nhà em luôn. Thấy không? Để dành ăn đi. Ở đây không có dám đi chợ Gulit. Không có dám đi. Đúng rồi. Chỉ đi vô ruộng, Gulit hay ruộng đâu có ai đâu, vắng que có hai chồng tôi à, không có sợ dịch bệnh. Dạ. Rồi sắp tới bây giờ lỡ mà dịch bệnh quá trời, công ty đóng cửa hết thì không có lụm dưa chai được rồi chị, giống như là bây giờ là sao sắp tới chị có tính làm gì khác không? Tôi cũng không biết làm sao nữa, giờ ngày thì đi lụm dưa chai, nếu mà dịch bệnh hoài. Tôi cũng không biết làm sao nữa thì ăn rau luộc vậy thôi. Rau luộc. Rau muốn luộc vậy, nếu mà hết gạo ăn rau muốn luộc. Trừ cơm. Dạ. Chứ có cái ruộng rau muốn đó thôi à Gulit. Dạ dạ. Bởi vậy thấy anh Bảy cũng lội theo vợ thì cũng lặt từng đọt rau muốn, thấy thương quá trời. Chịu thương chịu khó dữ thiệt.
người ta nói đồng vợ đồng chồng tắt cạn biển đông đó Gulit. Đúng rồi chị. Người thao tắt với cũng cạn biển. Dạ. Bởi vì thấy cái gì mình vợ chồng mình nương tựa nhau. Anh Bảy lớn tuổi hơn chị mười mấy tuổi đúng không? 17 tuổi. 17 tuổi. Hơn gần 2 con giáp. Nhưng vợ mà chồng... nhìn tôi ông cũng thứng nữa, tôi cũng già xứng với ông. Dạ. Không. Nhưng mà nhìn anh Bảy trẻ lắm nha, bởi vì nhìn xứng. 62 tuổi rồi đó. Ừ, chắc là anh Bảy tu nè, ăn chay nè, nên là coi như là tâm sinh tướng nè. Có huệ hoài, nó trẻ hoài. Thấy không, nào? Không thấy già. Dạ. Hai mấy người tuổi anh nó già tóc luôn chứ. Dạ đúng rồi. 60 mấy nhầm người là tóc bạc hết rồi anh Bảy. Mà không có do. Nhăn nhèo mặt mày nhăn. Răng. Mà anh Bảy anh đi làm mỗi ngày á, rồi như giống đi tập thể dục, tập dưỡng sinh mỗi ngày vậy đó, nhiều khi là sức khỏe nó tốt hơn nữa, tốt hơn những người mà nằm bên chỗ. Trời, ngày nào ông cũng đi, lúc chưa dịch bệnh không có ngày nào mà ổng mà sốc nhà. Ngày nào cũng đi chân tôi, chủ nhật còn được nghỉ nha, ổng đi luôn, ổng không hề nghỉ á. Dạ. Làm suốt vậy đó. Rồi bây giờ mình không đi làm được, rồi bây giờ tiền các nhà hảo tâm mình cho lỡ mà mình hết tiền luôn rồi, không đi làm dây chai được, rồi bây giờ tiền đâu mình mua thuốc uống chị Thi? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái đó chắc thôi kệ số trời đi. Chứ giờ tôi không biết sao. Hết tiền, hết bạc, hết đồ ăn, đồ uống. Rồi ăn rau muống. Dạ, ăn rau muống. Hai rau muống ăn hoài luôn. Hết rau muống thì chỗ này đi kiếm cho khác. Chứ giờ tôi cũng dự định như là hết gạo. Còn hết gạo thì đừng có nấu cơm. Nấu cháo của lít ơi. Nấu cháo rồi đốn chuối cây. Rồi rau muống, đồ nấu lộn chung với gạo vậy đó. Ăn. Ăn độn. Dạ. Ờ. Cái gì? Lục bình rau mát đồ đó. Dạ dạ. Hay nấu canh rồi anh. Được không? Bởi vì chị có người ai cho chị một bao gạo hình như là 20 kg, chị còn xớt ra 10 kg để cho những cái hoàn cảnh khó khăn lại nữa, vậy chị còn 10 kg chia xớt nhau mà sống. Thấy thương quá trời. Thì cả chia xớt nhau rồi sống mùa bệnh dịch. Dạ. Có thì chia cho người ta. Mà bây giờ ngày hôm nay là ngày thứ 3 giãn cách xã hội rồi nên là chị cũng cẩn thận nha, tới 14 ngày lận. Rồi bây giờ gán làm gì làm, mình cũng đừng có đi làm dây chai nữa, đừng có đi vô những cái ổ dịch ở khu công nghiệp Hòa Phú, Tỷ Xuân nữa, rất là nguy hiểm nha. Không, ở nhà đi. Không có đi. Dạ. Ở nhà dòm gai vậy đó, rồi hai tôi cũng tính xế mới đi, sợ trời mưa, tôi đi trước. Dạ. Mấy em nay chị nhớ chị Ngọc mà hỗ trợ tiền cho mấy chị em mình đi phóng sanh không? Nhớ chứ. Dạ. Ở Singapore. Đúng rồi, chị Ngọc ở Singapore. Singapore. Đất nước sư tử. Dạ. Đất nước sư tử, bộ đó nuôi được sư tử nhiều hả? Đúng rồi. Sư tử nó phun nước nữa đó. Nuôi sư tử mới gọi là đất nước sư tử. Chắc vậy rồi. Để em hỏi chị Ngọc lại coi sao. Dạ, bên chị Ngọc chị cũng nói chuyện với em rồi, hai chị em cũng bàn tính là hỗ trợ thứ nhất là cái tiền cho chị phóng sanh, rồi còn một cái số vốn còn lại để mà cho chị coi như là ăn uống mỗi ngày. Nhưng mà mấy hôm nay thì chị Ngọc chị cũng tâm sự với em thì thấy chị hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi trong mùa dịch này cách ly 14 ngày nữa, rồi giãn cách xã hội nên không có đi đâu được. Nên là chị Ngọc chị nói á, thôi bây giờ nhờ em gửi tới cho chị là 2 triệu ha. Cảm ơn chị Ngọc nhiều nha chị Ngọc. Trời ơi, tội nghiệp ghê luôn đó. Dịch bệnh này một cứu trợ cho. Cảm ơn nhiều chị Ngọc. Dạ. Mang ơn đức của chị Ngọc sâu dày. Cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Dạ. Chị Ngọc chị nói thôi bây giờ dịch bệnh cũng cố gắng ở nhà đi, đừng có đi lụm nhiều, rồi bịch dịch bệnh, rồi cuối cùng là cách ly, rồi phải giãn cách xã hội tùm lum tùm la nữa, rồi cuối cùng là hại cho nhiều người nữa, giống như lây lan nhiều người nữa. Dạ. Ha. Rồi bây giờ em sẽ trao cái số tiền này cho chị, 2 triệu. Cảm ơn, Nguyễn Nguyễn. Dạ, đếm có đủ cho chị? Dạ đủ, 4 tờ. Dạ. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn, cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Mừng anh Bảy ha, tính ra mấy hôm nay không đi làm được cũng gầu anh Bảy ơi, em cũng gầu. Vậy cũng nhà chị Ngọc ở Singapore có cái tấm lòng Bồ Tát thương người. À, cứu khổ cho những người nghèo mà bị dịch bệnh trong nước Việt Nam mình. Cũng giờ nói vậy là cô Ngọc đó là tấm là mùa Bồ Tát đó, có phước sống nó có phước lắm mình mới gặp được. Dạ. Hai chồng mình có phước mới được cô Ngọc giờ ngó mà để ý để giúp đỡ hai chồng mình. Thì xin chân thành cảm ơn cô Ngọc rất nhiều. Dạ dạ. Thôi được rồi ha, hai vợ chồng cũng cố gắng mình cất cái số tiền đi ha, bỏ vô túi đi chị. Nhiều khi ở đây ngay cái đường lộ nhiều khi cũng nguy hiểm. Thì cũng được một chị giấu tên ở bên Úc cũng hỗ trợ cái tiền nhà
rồi giờ là chị Ngọc cũng hỗ trợ thêm cái tiền, coi như là mấy ngày không đi lượm ve chai được, cũng có cái tiền ăn uống, cũng mừng. Dạ, cảm ơn chị Ngọc nhiều. Chị Ngọc ơi, được rồi chị, bây giờ 2 triệu này mình coi như là hết gạo rồi, mình mua gạo để dành đi nghe chị ha. Nhưng mà còn một ít gạo. Nhưng mà bây giờ giãn cách xã hội, người ta không có mở cửa đâu, không có buôn bán gì hết. Dạ, nên là cái kế hoạch sau này để từ từ ha. Dạ. Rồi cũng nay thấy đi lượm không đi lượm ve chai xong mà đi hái rau muống, đứt ruột đứt gan gì đâu. Rồi cũng chúc anh Bảy nhiều sức khỏe nha anh Bảy nha. Rồi chúc chị Thi nhiều sức khỏe luôn nha. Cảm ơn Nguyễn. Bây giờ em cũng tranh thủ về nhà đóng cửa lại. không có dám đi đâu nữa. Nó cũng tranh thủ, thấy chị cũng khó khăn rất giả nên cũng tranh thủ mang số tiền đến cho chị, để sợ nhiều khi sau này đóng cửa lại luôn thì không gặp ai được thì cũng buồn. Rồi vậy ha. Rồi chị nghỉ ngơi đi nha. Ngon quá, chị làm cái này ngon quá trời. Tôi chiếc tôi lít keo. Thôi, được rồi, để em về, em tự em làm. Ôi, dạ dạ. Dạ, cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của chị Thi, Bena cũng như là video của anh Bảy và những hoàn cảnh khó khăn khác nha. Bye bye.